Chiều ngày 18 tháng 10, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh có buổi tiếp và làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Đón tiếp đoàn có ông Vũ Xuân Trường, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, cùng đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn. Về phía Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương có ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc đài. Tại buổi làm việc, hai đài cùng trao đổi thông tin về quy trình quản lý, vận hành, duy trì và phát triển hạ tầng nội dung số, phương thức đặt hàng sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước và cách tính chi trả thù lao thực hiện sản phẩm trên các nền tảng số. Hiện tại, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sử dụng các hạ tầng số để đăng tải các sản phẩm phát thanh và truyền hình đến với công chúng nhanh chóng, tiện dụng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Các tin tức nóng, nổi bật liên tục chuyển tải trên các hạ tầng YouTube, Fanpage. Ngoài ra, chuyển tải các thông tin bằng hình ảnh trực quan sinh động như infographic. Với những thông tin trao đổi giữa hai đài phát thanh truyền hình Tây Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương sẽ hỗ trợ trong công tác chuyên môn, giúp hai đơn vị ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới.